Hello, xin chào các con đã đến với kênh Học Toán Tiếng Anh cùng cô Hana. Trong chuỗi series Tips and Common Mistakes, chúng ta sẽ thảo luận cùng với nhau những cái lỗi sai phổ biến mà các con có thể gặp phải trong quá trình làm đề IG Math. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau thảo luận một cái câu ở trong paper 3 của đề ở cấp độ là Core. Và câu này là ED. Thế thì câu này theo các con là chúng ta sẽ làm theo cách nào nhé? The mass m grams of the ball is 450 grams. Correct to the nearest 5 grams. Correct statement about the value of m. Thì theo các con là chúng ta sẽ dùng cách nào bài này ạ? À, cô thấy là có chúng mình, cô thấy là câu này thứ nhất là với một số bạn, với nhiều bạn á, là các con hơi confused về cái câu hỏi này, hơi lung túng á. Và có những bạn thì cũng biết cách làm rồi, các con biết là chúng ta sẽ phải dùng đến gì ạ? A lower bound and upper bound, đúng không ạ? Nhưng con lại không biết là thế thì lower bound, upper bound câu này là gì? Có bạn thì ra kết quả như thế này, thì theo các con có đúng không nhá? Nhất là chúng mình sẽ biết với nhau là lower and upper bound này. Upper bound. Tuy nhiên là các bạn lại không biết là chúng ta phải chọn cái gì ở đây. Ví dụ như là các bạn đánh ra kết quả là đây, bạn thấy nó sẽ nhỏ hơn 420 và lớn hơn hoặc bằng 410. Theo các con này có đúng không? Hoặc là các bạn là sẽ để dưới dạng là decimal chẳng hạn. Ví dụ như là 4.14.5 và 415.5. Ok. Rồi. Đó, vậy thì có bạn khác thì lại làm như thế này. Ok, có một chút. Rồi, thế thì có bạn thì lại làm coi như là 0.05 thì các bạn làm là 414.95. Đây là 414.95 này. Rồi là theo con thì cái nào sẽ là đáp án đúng? 415.05. Đó. Rồi có những cái trường hợp còn đặc biệt hơn là cho luôn 5 smaller than m and smaller than 450. Thế thì theo con cái nào đúng ạ? Trong những cái này thì không có cái nào đúng cả. Đấy, đây là không có cái nào đúng hết nha. Tất cả đều là sai. It's wrong on this. Okay. Tất cả đều là sai. Vậy thì làm thế nào để cho nó đúng? Bởi vì các bạn đang quen là các bạn chia đôi đúng không? Các bạn làm kiểu là gram, nearest gram thì chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ lấy 1 chia đôi. Tuy nhiên ở cái câu này là nearest 5 gram. Con hình dung không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải lấy như nào ạ? Con phải lấy 5. Thứ nhất là đây là cùng đơn vị là gram rồi nên con không phải đổi đơn vị nữa, mà con chỉ cần lấy 5 divided by 2 equals 2.5. Đúng nào? Và sau đó thì con sẽ lấy 450 này plus okay, plus 2.5, con ra kết quả ở đây sẽ là 4 cộng 417.5, đúng không? Gram. Còn ở dưới này thì chúng ta phải trừ đi minus 2.5. Vậy thì ở đây của chúng ta sẽ là con sẽ trừ cho cô 415. 415 mà trừ đi 2.5. Trừ đi 2.5. Vậy thì sẽ bằng là 412.5. Ok, gram nha. Đó. Được chưa? Vậy thì cái đáp số đúng chúng ta cần điền vào đây là như thế này. Vì đây người ta nói là gram rồi nên con không phải ghi thêm đơn vị nữa. Ok chưa? Đó, thì chúng mình hình dung cái cách làm của chúng ta ở đây nhá. Đó. Thì chúng mình lưu ý giúp cô cái phần này. Được chưa? Cái này rất cẩn thận nhé. Không thì chúng ta sẽ lại nghĩ là giống như kiểu là con làm với nearest gram ấy cô. Thế thì con lấy 1, con chia đôi xong rồi con ra cái kết quả này thì là không đúng nhá. Thì nhớ ở đây là nearest 5 grams. Vậy con phải lấy 5 chia 2 là 2.5. Rồi mình cộng và mình trừ nhá. Thì lưu ý giúp cô câu này. Ok, thế thì cảm ơn các con đã lắng nghe. Vậy gặp lại các con trong một clip khác nhé. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau tips for mistakes. Hoặc các con cảm thấy là trong quá trình các con làm bài, các con thấy là có những cái phần nào con hay bị nhầm thì con có thể viết ở trong cái phần bình luận và comment thì chúng ta có thể trao đổi thêm với nhau nhé. Cảm ơn các con đã lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các con.